Gặp mẹ có mấy bạn nhỏ hay có chú anh chị? I'm soft. That's a good girl. Thank you. Coconut. It's quite nice. You like it? Yeah. Cuối tuần thì hai anh của Chi đến chơi và có ông bà nội đến thăm Chi nữa nè mọi người. Cuối tuần thì nhà Kim thường là bận rộn hơn ngày thường ha. Mời cô chú anh chị cùng xem gia đình Kim cuối tuần như thế nào hả mọi người. Good morning, honey. Sáng ba Chi làm đồ ăn sáng này cô chú anh chị. Thường là những ngày thường nếu mà ba Chi ở nhà là Kim làm đồ ăn sáng hết. Nhưng mà cuối tuần thì ba Chi sẽ vào bếp hả cô chú anh chị. Đấy, sáng là lăn xăng ở trong bếp đang làm gì đây? Luộc trứng nữa hả mọi người. Và vừa làm vừa xem đá banh ha. Đây là có xúc xích với lại thịt xông khói. You want some half, honey? Okay. You go sit down, yours will be ready in about 5 minutes. Okay. Thank you. Hello, Chi Chi. Xin chào con bà cô chú. Hello, honey. Xin chào con bà cô chú. Hello, cô chú anh chị. Sáng nay cả nhà đang chở Chi Chi đi học nhảy hả cô chú anh chị? Hôm nay thứ bảy rồi mọi người. Mới đó mà cuối tuần rồi đó cô chú anh chị. Nhanh quá chừng hả cô chú anh chị? Thoát một cái là cuối tuần rồi. Hôm nay thì chở Chi đi múa ba lê, chở Chi đi múa ba lê xong rồi cái để Chi ở đó của chú anh chị. Rồi Kim với Tony sẽ đi xem anh hai của Chi đá banh. Đi đến đó có khi là gặp mẹ của mấy bạn nhỏ nữa đó. Tới sân bóng nè cô chú anh chị. Mà bây giờ không biết cái cửa chỗ nào nữa, thấy hàng rào không à. Không biết cái đường nào để vô được nè. Anh hai của Chi đã chơi được một hiệp rồi đó. Bây giờ tới là Kim với Tony chỉ xem được cái hiệp thứ hai thôi. Có ông nội của Chi ở đây đó nè cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ đang tìm cái cửa đi vô hết mọi người. Ở phía bên đây có một cái nhà này. Cái nhà này là xây dựng theo cái kiểu cái kiến trúc có cả ngàn năm nữa cô chú anh chị. Theo cái thời của vua gì Kim quên tên mất tiêu rồi, nhưng mà cái này bây giờ đã bỏ hoang luôn rồi cô chú anh chị. Bây giờ giống như lâu quá cũ á, không có sử dụng nữa nè mọi người. Ở đây hả mọi người. Jacob teams in the blue and yellow, babe. Okay. À là cái mấy đây mấy bạn nhỏ đang chơi bên đây nè. Cái ông nội đang đứng đâu rồi, đang tìm ông nội. Ông nội với lại mẹ của anh hai nữa. Hôm nay đi ra đây sẽ gặp gặp mẹ của mấy bạn nhỏ hả cô chú anh chị. Trời mưa rồi cô chú ơi, em Chi đã về tới rồi nè. Look who's in the car. Hello Chi. Look, it's your big brother, look. Oi. Nice. Vậy Chi đâu? With his mum. Come on, say hello. Chicken. Say hello to him. Chi, Jacob. Chicken. Hello Chi. Đi về thôi. Mẹ ơi, look. Rồi dày đâu? Này học nhảy vui không? Mà, hả? What? Okay. Well, Miss Kerry said I am the best, so I've got the sticker. Oh really? Yeah. Where? Tối nay Tony đang làm hamburger nè cô chú anh chị. Hamburger này chỉ có ba cha con của Tony ăn thôi, Tony với lại hai anh trai. Còn Kim nấu cơm ăn hả cô chú anh chị. Kim ăn cơm với thịt kho tôm, thịt rim tôm đó mọi người. Chi nó cũng ăn chung với mẹ luôn. Kim không có thích ăn hamburger lắm cô chú anh chị. Không biết sao nữa. Kim hiểu đẹp quá. Bữa nay thèm cơm cho nên nấu cơm ăn. Chứ mấy bữa nay Tony ở nhà nè là ít có ăn cơm lắm cô chú anh chị. Bơ ở bên này, bơ có nhiều loại bơ lắm hả cô chú anh chị. Bơ này là Tony thích ăn cái loại bơ màu vàng này nè. Còn Kim thì ăn cái bơ trắng. Cái bơ trắng thì nó lạt hơn, nhưng mà nó béo béo giống như kem hả cô chú anh chị. Còn cái bơ vàng này là nó gọi là sao ta. Nó có muối ha.
và nó có cái thơm nó đậm đà hơn, cái hương thơm nó đậm đà hơn, với lại nó làm sao nó kiểu nhìn nó ngán ngáy á cô chú anh chị, ngán ngáy nó ngán ngán á. Not hamburger, thịt bò. Thịt bò, thịt bò hamburger, thịt bò. Tôi này để lên cái tờ giấy để cho nó ra hết dầu mỡ đó cô chú anh chị. Ảnh nó không ăn một miếng mỡ, một miếng dầu, không ăn da luôn. Cho nên là giữ được body shamin nè cô chú. Không có bị mập, không có bị bụng mỡ. Daddy will open it and you can put it on for me, okay? Right. It's not easy to open it. Put it on top of that burger for me. Put it on top. That's a good girl, thank you. Take it and give it to Jacob. Kim có làm trái cây cho ba bạn nhỏ nhà Kim nữa cô chú anh chị. Này có xoài với lê, nho Việt Quốc, với lại cái này là cô chú biết gì không? Đây là dừa. Ở bên này siêu thị Tây á, người ta bán dừa khô cô chú anh chị. Bữa cái anh nhỏ nhà Kim á, anh nói là anh đi học, anh thấy người ta ăn trái dừa khô á, ăn cái dừa khô này nè, đập ra xong rồi cái cải ra ăn đó. Xong cái anh nói là anh muốn ăn thử xong, cho nên là hôm nay Kim mua về Kim cho anh ăn thử nè cô chú anh chị. All of it, so much. So tell me, how the coconut? It's quite nice. You like it? Yeah. You eat it before? But my friend bought a coconut into school and I ate that. And it's quite nice. Yeah? I don't like I'm surprised you like coconut. It. Yeah, come on, love it, look. I only like water food. Cái gì con? Để mà mình mua nước dừa. Coconut soup. Ok. Nước dừa. Nước dừa. Đúng rồi kìa. Chị ăn của Chi đi. No. Sáng chủ nhật hả cô chú anh chị, ba Chi làm đồ ăn sáng đó mọi người. Cái xúc xích này nướng lên xong ăn với cái bánh mì mà tối qua làm hamburger còn nữa cô chú anh chị. Cho hai anh của Chi ăn trước xong rồi về mọi người, tại vì 9 giờ sáng là phải về đến nhà ha. Cho nên là ba làm đồ ăn sáng cho hai anh trước. Come on, you can shut. I'm just going to hand you. Yeah, I'm going to play this for ages. Thank you, Lucy. It's the same. It's essential. Come on, darling. You show me. I'll play with you with this big house. Oh, yeah, it's 18 degrees up there. Granddad, I want you to play with me. Oh, isn't that something you got for your birthday? Yeah. This beautiful. I showed you yesterday. You did, love. You did, sweetheart. You showed me on the phone. I put the sticker for it. I put it over and say, yeah. Yeah, it's very nice. Oh, is this your bathroom as well? Yeah. I'm talking to Kim. Show Daddy, Grandma got these books for me. What did you say? Thank you. Cuối tuần này ông bà nội đến thăm Chi hả cô chú anh chị. Do là cuối tuần trước thì sinh nhật của Chi nhưng mà ông nội bị Covid cô chú anh chị. Cho nên là không có đến được, tuần này mới đến. Thì bên anh bây giờ cô chú anh chị vào cái mùa này đã thay đổi thời tiết rồi nè mọi người. Bây giờ bên đây có rất là nhiều người bị Covid lại hả cô chú anh chị. How are you doing? You okay? Yeah, I'm good. Thank you. How's all your plants? Any new ones? Dead. No. They're all dead. They're not all dead. Too much rain. Yeah. You've only got not enough rain or too much. Thanks, sweetheart. More sugar, Kim? Yeah. More sugar, Mum? Yeah. Okay. Not sweet just enough. Just because it's a big cup. It's not sweet enough, Kim. You need well, half a pack. Is this right, Kim? For yeah. These have you ever nice to anybody? Thì ba mẹ chồng Kim đến thăm Chi Chi khoảng một tiếng, hơn một tiếng là đi về hả cô chú anh chị. Tại vì ở bên này người ta tôn trọng cái không gian riêng tư của nhau đó.
À, chồng Kim thì đi làm cả tuần rồi, chỉ có ngày cuối tuần mà cuối tuần cũng bận chạy đây chạy đó nữa. Cho nên là không có muốn làm phiền hai vợ chồng lâu đó, cho nên đến uống một ly trà xong rồi nói chuyện hỏi thăm rồi đi về cô chú, chứ không có ở lại lâu hả mọi người. Chị nó chạy rồi cô chú anh chị. Hôm nay đang dẫn Chi đang tìm giường hả cô chú anh chị. Chi bây giờ cũng lớn rồi đó mọi người. Ở đây cái giường nhỏ xíu dễ thương quá nè. Trời trời, cái giường này có đèn nè Chi nè, mà thấy rồi. Có đèn, có chỗ để cái cổng đây là giống như cái giường tầng. Ở dưới đây có bàn làm việc nè cô chú anh chị, có tủ rồi đi lên trên đây, lên trên đây cầu thang đi lên đây, hay là ngủ ở trên đây hả mọi người. Kim với lại Tony cũng đang tìm một cái giường cho Chi á, cũng có chỗ vừa có chỗ ngủ mà vừa có chỗ để bàn học đồ gì đó cô chú anh chị. That's all they got for you, so you like that. Yeah, we'll slide up like that, yeah. Where the table? That is the table. What you do is you put a chair, chair in there, and that's the table. Oi, okay, yeah. Oi, I want this bed with the window. Okay, we'll take a look, see. It's not really. Cái giường này là bao nhiêu? This one? No, that one. This one? 600. 600 bảng Anh. Còn nếu như mà mua cái nệm nữa thêm 249 bảng nữa. Kim, you've got a drawer on the end as well, look. Yeah. Pushes out, look. Có cái học tủ bên đây để đồ. Và có cái bàn đó để học nữa cô chú anh chị. Ngủ ở trên đây. Hey, can climb up there, babe. Bây giờ đi thêm một cái shop nữa cô chú anh chị, tìm cái có kiểu giường khác không hả mọi người. Tại vì trong cái shop đó hình như có 2-3 kiểu giường à. Tới shop này cô chú anh chị. Sẽ đi vô trong đây. Trong đây nhìn thấy rộng hơn nè, mà không biết có nhiều à, có nhiều lựa chọn không hả mọi người. Chị nói là chị muốn cái giường đẹp nhất thôi nha, chứ không có muốn giường mà chị, cái không muốn cái giường mà nhìn chỉ ok thôi, mà phải đẹp mới được nha. Màu trắng thôi. Đó, đẹp quá chừng nè. Chi đi trước dẫn đường kìa. Đây cái này, mấy này cũng là giường của trẻ em luôn nè cô chú anh chị. Ở cái giường nhỏ xíu à. Cái giường này một người ngủ nằm lơ mơ là lăn té đất luôn. Đây là cái giường tầng hả cô chú anh chị. Giường tầng này cũng giống như cái giường ở nhà của hai anh của Chi nè. But no storage space at the bottom, I see. But oi, these have two tables. I will have this one. Well, I mean. Ma. Cái giường này được hai cái bàn học hả cô chú anh chị? Một cái giường hai cái bàn. Ma. There's only one bed but two tables. Yeah. Ủa, vậy tính ra ở đây còn ít kiểu hơn bên kia nữa. No, ma, this is sleepover. Chỉ có một kiểu này thôi. Ma. Ma, this is a sleepover bed. Ma, can I have a sleepover with Evelyn to my house? I mean, this is for the sick people, look. Yeah. Cái giường này giống như cho người bệnh đó, cô chú anh chị, có nâng cái đầu lên được nè. Ma. Ơi. Can Evelyn have a sleep? Đi hai shop rồi cô chú anh chị, nhưng mà sao Kim chưa có thấy cái nào Kim vừa ý hết trơn. Cuối tuần tranh thủ cắt cỏ ha cô chú anh chị, chuẩn bị mùa thu nè cô chú anh chị. Vài tuần nữa là lá nó đổi màu đó rồi nó sẽ rụng xuống sân. Tới lúc đó là đi hốt lá mệt luôn đó cô chú anh chị. Mà lá nó rụng xuống là mình phải hốt liền ha mọi người, tại vì trời mưa nữa đó, nó sẽ làm cái lá nó mục rồi nó nằm trên cỏ đây nè, là cỏ nó sẽ bị chết cô chú anh chị. Nếu như mình không hốt lá đó là để nó nằm trên cỏ là nó hư cỏ hết cô chú anh chị. Thank you.
Tối nay Kim có thịt cừu hả cô chú anh chị, Kim ăn thịt cừu còn Tony ăn thịt bò. Đây, hai vợ chồng nhưng mà ăn khác nhau hả mọi người. Tony thích thịt bò còn Kim thích thịt cừu mọi người. Cái miếng thịt cừu này nè có chưa được 3 đồng đó cô chú anh chị, chưa tới 90.000 ha, có 16 đồng một ký à, là khoảng 400 mấy 500 ngàn ký hả cô chú anh chị. Trong lúc mà Kim đang nấu ăn thì ba tắm cho chị Chi rồi nè cô chú anh chị, tắm xong rồi sấy tóc nè. Tối nay Kim có khoai tây này, Kim nướng mỡ vịt ha cô chú anh chị, Kim để mỡ vịt vô nướng. Cái khoai tây bên này người ta gọi là baby potato mọi người, người ta ăn luôn vỏ chứ không có gọt vỏ ha cô chú anh chị. Thịt thì Kim đã ướp muối, tiêu và dầu ô liu rồi ha cô chú anh chị. Thì Kim sẽ đợi chảo thật là nóng luôn để thịt lên. Mình chiên ở mỗi mặt 1 phút xong rồi trở mặt hạ lửa trung bình. Rồi để thêm 1 đến 2 phút tùy mọi người mà muốn ăn chín hay là ăn tái tái ha. Tối đã xong rồi, xin mời cô chú anh chị nha. Tôi đi ăn thịt bò với lại khoai tây ha cô chú anh chị. Salad. Kim thì thịt cừu, khoai tây, salad và có thêm măng tây nữa cô chú anh chị. Còn củ chi nè, củ chi một chút nữa Kim sẽ cắt một miếng thịt qua cho chi ha cô chú anh chị.